Cái Tin, Dương Thu Hương được trao giải thưởng văn học Cino del Duca, được báo chí dân chủ phản động lan truyền đưa tin trong suốt mấy ngày hôm nay. Đây được coi như một sự vinh danh lớn đến một nhà văn, một con người phản bội lại lý tưởng của Đảng, phản bội lại lợi ích của dân tộc, quay lưng phục vụ mưu đồ chính trị của các thế lực thù địch. Dương Thu Hương là một con người cơ hội chính trị, khi đất nước, chế độ gặp khó khăn thì quay lưng phản bội vào những năm 1991. Tài năng của Dương Thu Hương trước thời điểm 1991 cũng ít được biết đến vì chẳng có tác phẩm nào nổi trội cả. Tuy nhiên, những cuốn sách như Những Thiên Đường Mù, Bên Kia Bờ Ảo Vọng, Vĩ Nhân Tỉnh Lẻ, Đỉnh Cao Chói Lọi đã làm lên tên tuổi phản động của Dương Thu Hương sau này. Sự nổi tiếng này không phải xuất phát từ giá trị của tác phẩm, mà xuất phát từ giá trị chống phá của những cuốn sách này, và đặc biệt là sự hỗ trợ đắc lực bơm thổi của hệ thống truyền thông phương Tây, cũng như của các tổ chức phản động. Khi Dương Thu Hương đạt giải thưởng văn học Cino del Duca, các đối tượng đã ca ngợi giải thưởng này giá trị thứ hai sau Nobel Văn học, là giải thưởng tiền Nobel Văn học. Có thể ai đó tự hào vì Dương Thu Hương đạt giải thưởng văn học, nhưng chính giải thưởng văn học này đã làm Dương Thu Hương mất đi giá trị của nó, nhuốm màu ý đồ chính trị ở đây. Bởi sau những tác phẩm phản động trên, thì trong những năm qua, Dương Thu Hương cũng không còn ra mắt sản phẩm văn học nào ra hồn. Sự vinh danh này có phải là vinh danh văn học hay đây là vinh danh cho sự nghiệp chống phá của Dương Thu Hương? Đây không phải là lần đầu tiên các giải thưởng như thế này bị lợi dụng vào các mục đích chính trị đen tối nhằm vào Việt Nam. Đối với nhân dân Việt Nam, giải thưởng có cao quý đến đâu mà trao không đúng người thì cũng sẽ vô giá trị.